thằng bạn của mình nó đang ngồi nó bắt bếp. Bé mặt cười coi. Đẹp trai không? Đó. Đây là vợ của bạn mình. Gì vậy? Cái sụp xịn hả? Xịn hình tươi. Một nắng thơm. Thôi, gì hiếm quá. Một cái... Có 18 hả? Rộng. Ở đây nè, chỗ mình nè. Này tôm nuôi mà. Nuôi tôm biển đó. Êm, đồ quá êm luôn á, chưa bao giờ ăn món này luôn á. Thiệt luôn á, sùng sịn rồi, chưa bao giờ tao ăn quá rồi. Món này có ghiền không? Ghiền. Ai ghiền chắc chết. Tao ăn tao ghiền mà, tao đi nhậu á, mấy quán mà có sùng sịn, tao kêu sùng sịn mà. Mà con nó không được to. Dễ à. Ờ, nó làm con nhỏ. Cái này nước mắm gì? Mắm tôm á. Mày mè. Mè. Đơ. Red berry luôn. Nhà không có gì ngoài rượu và bia hả? Và mồi phải không? Giờ là ăn là no luôn, còn khô nữa nè. Thơm quá trời luôn rồi. Yeah. Anh chưa bao giờ ăn một nắng hết, để lát nữa anh ăn thử coi, ăn nguyên con. Tao nói thiệt với mày là cái này không phải là nhà. Tao từ bây giờ anh không nên anh có lọc không? Toàn là người ta trâu. Ổng chưa. Kêu nó qua đây. Nó đang trên đường chạy về. Làm. Hai thằng xấu uống được hai thùng được. Ủa cái cặp kia đẻ chưa? Nào. Mà đẻ rồi. Về tới đâu cậu? Ừ thì cũng đang vừa mới vô nướng à. Bây giờ 9 giờ không? 9 có bia bữa nay tôi tưới mày chết cũng được. Chẳng lẽ phải cho con bịch đem về quá. Còn bịch trọng á, cho 2 bịch nữa. Cho 2 bịch nữa cho con bịch nha. Đó, có quà rồi. Tới rồi chắc chết quá. Nè cho con vợ con Nguyên nè. Con nào nó cũng vậy thôi. Ngon vậy. Hơi đắng kìa. Sao? Thấy ngon à? Gì? Thấy ngon không? Quá ngon luôn á. Thiệt gì nó mắc là đúng rồi. Ừ. Nó là quán nhậu có phim Việt hay là bình Việt hay là phim nước ngoài? Nước ngoài. Không có phim Việt. Giật. Giật. Có vẻ nó hơi bấy ngày một tí thôi nhưng mà ngon rồi. Kệ người ta. Thì quất thôi. Cho vợ con Nguyên à. Thương dữ. Sao con lại dám tử với anh đâu? Có tính kỷ luật một chút được không? Lại còn có thể dẫn theo được những sao? Hoài thượng, nghiêm túc đi. Đó. Vậy có phải những cái khen thưởng còn không? Con không để bụng đâu. Còn ai biết chị không dạ. Là Thái. Tìm ra chỗ của các vị xin bóng. Ngon vậy. Phải chứ. Lại là gián tiền. Phải ngon bé. Làm thế nữa. Thì không thể. Rồi. Đây bạn của anh đây. Là gì? Kẹo hả? Ai vậy? Chưa kẹo. Không biết. Đang quay YouTube. Thôi bỏ đỉnh đi. Quay lại. Để tao mặc áo luôn mày ơi. Chiến hủ về mày nhậu nhẹt chứ.
Càng nào càng mà món nào cũng êm luôn. Gọi cô lá đi. Đá không được. Đứa đó còn đá đâu, nó đâu cứng mà, đâu bất tử mà. Giờ này sao mày rút người ở chê đó. Ngon mà. Ở đêm nhiều dạ. Đứa nghe làm cái gì? Bước chạy xe đêm, chạy xe đêm gì? Đó. Thích chạy không thích ngủ à. Ở nhà. Ủa giờ ai chạy thấy có hôm bữa tôi thấy có có người chạy xe mày mà phải không? Chiếc màu trắng phải không? CD á, Honda CD phải không? Bữa thấy có người chạy không? Chạy ngang qua qua nhà tao nè. Làm có chạy hướng hướng đông nội đụng. Chạy ngang qua đường nhà tao chứ đâu? Tào lao làm có hướng đó. Chứ hướng nào? Em chào thầy. Đúng rồi, city chứ biển số nó khác sao cha? Rồi chắc vậy. Chẳng phải đi thầy vệ sinh sao? Mồi nào cũng bén hết á. Sư thượng cũng có thể chứ. Lúc nãy bọn em chứ. Đã đâu rồi? Ba dĩa rồi. Rồi kêu nó về chuẩn bị dọn dọn dĩa luôn đi. Ai mà lớn đi đâu vậy? Kinh Thành. Kinh Thành má giờ nó làm IT ngon không con? IT mà em sợ chết. Nó là cái thằng kỷ lục nhất là thi lại 7 môn. Bây giờ làm IT phải không? Thể dục mà còn thi lại nữa. Mày cấp học không cái gì? Chưa ta? Gấp được rồi đó. Rồi. Đầu quá mất nghe. Ngon, cơm ngon hơn cậu ấy. Có rồi mấy lần nhưng mà không mất máy. Sao mày không gọi tao? Cái số không là số nhiều lắm. Lúc cái bữa tao trong máy nó có số mà. Thì đâu biết đâu. Nói đi. Má thơm mày. Chín rồi đó. Chín rồi. Không, dòng đàn ớm à. Được có 4 con à. 5 con. 5 bốn con nhỏ. Má vậy là 3 con, 4 này con này bự. 4 con này bự, quất chứ 4 bự đi. Má vừa quất 4 con bự dưới đi, rồi vô. Vô. Rồi, bắt bự cho vợ mày đi. Rồi tao bắt con nhỏ. Rồi, tao bắt con này. Bắt nào? Này. Thằng nào bắt chơi. Mày sẽ bắt con này cho nó con khác. Thôi, tao ăn con khác. Má, một thừa chết luôn á con. Đâu. Tụi em ăn cái vỏ chi mày con khác. Mày đâu có ăn vỏ đâu. Con mai được chơi đúng không? Đúng không mày không? Trời ơi, bé ơi. Không. Trời ơi. Mà chế không đều hả? Sao con này ít con mai vậy? Con này con cuối á. Con mai tao đâu rồi? Chén con mai đâu? Đó. Mình ăn mày ăn một con này mày ngậm con mai đi. Mẹ ăn mày ăn vậy nè. Đó. Ăn sao? Thầy thường chồng sao gì? Từ, bình tĩnh. Chắc chắn thầy là sao xử nữ. Chỉ có xử nữ mới biết biến thái như vậy. Má chỉ xử nữ mới biết biến thái như vậy hả? Phải. Đó. Đó. Ôi, Đức ơi, Đức. Làm gì? Review hả? Review làm trời sao? Trời ơi, mã bóp khổ luôn Đức ơi. Trời đất ơi. Nè, đó. Bóp lưỡi nè. Nè. Cái đồ. Thầy muốn chết hả? Thầy lấy mình đáng chèm. Đó đâu. Lắm luôn. Lắc luôn rồi, lắc luôn. Tao có thầy luôn rồi. Á, tao không ngờ. Quá ngon quá. Cái nhắm nước mắm luôn hả bé? Quá ngon. Tao không biết sao nữa. Cái này là phía Đài Loan mà. Sao không ăn được là tốt rồi. Trời ơi Đức ơi Đức. Gạch nè Đức ơi. Trời ơi. Nè. Ngon. Quá ngon luôn. Quá ngon luôn mẹ. Ăn vậy xong tối nó để đâu không biết nữa. Để đâu em? Để đâu đó. Thầy ngu này không sao chứ. Không.
Mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký channel của mình để có nhiều video mới nha mấy bạn. Thank you mấy bạn nhiều.